Alo bạn Thư Hello, chào bạn. Quang. Không biết anh bạn có nghe mình nói rõ không nhỉ anh bạn? Mình nghe rõ hả? À, cảm ơn anh bạn. Chào anh em và chào mọi người. Đang hành quân đi làm thấy anh mở cái này mình thấy cũng hơi hơi tiếu. Nhưng mà bạn biết không? Bạn biết cái nội dung nào? Thật ra là mình chưa xem hết cái clip này nữa. Mình chưa xem hết cái clip này nữa. Thì có gì đâu anh, thì chẳng qua là mấy ông tướng Việt Nam cộng đồng ở bên Cali, quận Cam, nơi mình ở đây, thì mấy ông tướng chờ nước đục thả câu để làm màu mè, rồi để cho dân Mỹ và một số những người mà dân mà gọi là giống như là có thành kích với nước Nga đó, rồi để ủng hộ cho mấy ổng thôi, rồi để sẵn đây nữa thì mấy ổng lợi dụng cơ hội này là đánh vào cái tâm lý của những người giống như thượng nghị sĩ Mỹ hay là bộ chính trị của Mỹ rồi quan tâm đến cho mấy ổng. Chứ hồi xưa giờ thì mấy ổng cũng đâu làm cái trò trống gì đâu, nhưng mà làm cái này thì mình thấy nó rất là trò lố bịch và buồn cười. Đúng Tại rồi. sao hồi xưa đó anh nghĩ đi, nước Chào Ukraine chị á, Phạm ơi. thì tại hồi xưa đó nước Ukraine nó cũng xảy ra mấy cái vụ mà về chiến tranh biên giới sơ sơ đó, thì tại sao mấy ổng không có lấy cái lá cờ Ukraine với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà để ghép lại đi, mà bây giờ đó cái vấn đề mà chiến tranh xảy ra giữa Nga và Ukraine đó, thì mấy ổng lại lại lấy cái hai cái lá cờ đó ghép ghép lại, thì mình thấy nó rất Nhưng mà nó rất là à, về về tức là khi khi họ họ ghép hai lá cờ đó lại á, thì với mục đích gì? Tức là họ họ muốn muốn truyền tải điều gì khi họ muốn ghép hai cái lá cờ đó lại với nhau? thì cũng giống là họ ghép lại là giống như họ ủng hộ một cái tinh thần Ukraine, cái nước Ukraine độc lập là nước tự do theo cái chủ nghĩa tư bản đó anh. Còn Nga thì họ cho là cái nước là độc tài cộng sản hay là nước xâm lăng đồ vậy đó đó, thì chủ yếu của họ là cái nghĩa là hướng theo chiều gió của đế quốc Mỹ thôi. Cho nên thì bây giờ thì anh thấy ấy, họ làm những cái biểu tượng đó rồi họ cầu nguyện, rồi họ đem những cái tôn giáo đó tới, rồi chúng đạo tôn giáo tới để họ cầu nguyện. Nhưng mà mình thấy nó rất là buồn cười. Nếu mà anh muốn cầu nguyện đó, anh qua Phi Châu anh cầu nguyện kìa, hay là anh cầu nguyện mấy cái chỗ mà bị mà thiên tai đó, hay là dịch đó, hay là cái sự mà phải nói là đói nghèo đó, cho những cái nơi mà họ cần hỗ trợ đó. Đúng rồi. Còn cái này là giữa hai nước, về cái mặt chính trị thì mình không có nói, cái đó là giữa hai nước, cá nhân của hai nước đó. Anh đâu có Chuyện biết nội cái bộ của gì họ bên trong cái đúng nội không? Chuyện bộ, nội bộ của đúng rồi họ anh mà. đâu có biết, đúng, anh đâu có biết gì bên trong cái nội bộ đâu, mà anh cũng đâu có biết hiểu được về cái lịch sử nguyên nhân là như thế nào. Cho nên mình thấy là những cái thành phần mà bên này nè, cái gì á mà dính líu về á, là gọi là mình cho gọi là liên kết với Mỹ đó anh, là họ lúc nào cũng cho, họ lúc nào cũng lẽ phải đó. Còn mà ai á ai á mà đi ngược lại với Mỹ á, là họ họ cho là cái đó là giống như là coi như là giống như là độc tài và không có tự do này nọ nữa. Mình cảm thấy là những người Việt Nam ở bên này á, mấy ông này làm cái trò đó nó không có ra cái trò trống gì. Cái thứ nhất nè, anh thấy đó, ở Mỹ, ở Cali á, cái tiểu bang mình ở đó, ở quận Cam á, có nhiều bộ tộc lắm anh, có nhiều bộ tộc lắm. Lào có nè, Campuchia có nè, người người Tàu có nè, người Phi có nè, đó, Mẹ có nè, Ấn Độ có nè, hay giờ mấy cái nước kia cũng có nè. Có một số nước á là giống như người gốc Đức nè, đó, gốc Pháp nè, gốc Bồ Đào Nha nè, cũng có một số những người gốc Liên Xô nữa, hay là những người gì gốc Ukraine nữa. Nhưng mà có khi nào họ họ ra họ đưa cái bản ngữ là ủng hộ không? Không có, chỉ có mấy ông Việt Nam mà ăn Tức không. là những sắc dân khác, tức là những sắc dân khác ở trên tiểu bang Cali, họ không không làm cái chuyện giống như vậy đúng không? Không có đâu anh, làm gì có vụ đó.
tại vì ví là dụ chỉ có tộc người này mới làm thôi đúng không, còn mấy tộc người kia là ta không làm đúng không? Đúng rồi, chỉ có cái tộc người này đó, chị làm thôi. À, cái tộc người này là mình đã nói rồi, số phận của họ là hưởng ké thôi anh. À, mình đã nói rồi, cái gì họ cũng hưởng ké hết á. Cũng giống cái phước tay sai đúng không? Họ thì tay sai thì hơi nặng, nhưng mà mình cho là hưởng ké đi, vừa qua rồi thì họ hưởng ké thôi anh. Cái gì cũng họ cũng hưởng ké thôi. Nhưng mà cái phước lộc thọ họ cũng tự cho họ là của Việt Nam, họ cũng hưởng ké của người Tàu. Thế giờ rồi cái khu đô thị đó ở Phước Lộc Thọ hay là cái khu trung tâm đô thị đó, Mỹ nó xây dựng lên đó, nó cho mấy ổng mướn xong rồi nó cho mấy ổng mở mấy cái chi nhánh sơ sơ đó thì mà ổng cũng hưởng ké thôi. Nhưng mà đâu phải là chỉ có Việt Nam không đâu, xung quanh đó là nhiều bộ tộc rồi họ về làm ăn rồi họ kinh doanh rồi này nọ, chứ đâu phải là chỉ có riêng Việt Nam đâu anh. Đó. Nhưng mà mình thấy những ông này ổng làm cái trò này nó không có ra cái gì mà để mà có ý thức hay là mà giáo dục cho thế hệ trẻ. Đó. Không biết là anh nghĩ sao chứ tôi thấy là mình thấy nó hơi buồn ra, buồn là nó quê nữa, nó mắc cỡ, nó quá là mắc cỡ đi. Đúng rồi. Tự nhiên cái lâu lâu. Cho nên mình nói ai việc thế này nè. Mình nói việc tức là những lần trước mình làm cái live với chủ đề mà mình nói câu khi ba que làm trò xỏ lá không có gì vui á. Ai việc nghĩ kỹ đi, đúng chứ không có sai. Đúng không? Tức là họ làm ba cái trò để không có gì ý nghĩa, không có gì hay ho, mà chẳng có gì gọi là đúng, khiến người khác phải là nể phục hết á. Đúng không? Đúng. Rõ ràng trong nội dung mà mọi người ai việc mọi người thấy rồi, họ luôn cầu cho Ruben, đất nhân dân Ruben được hòa bình, được lông ơi mây. Trong khi á, ha, họ là người máu đỏ da vàng, xuất phát là từ gốc người Việt. Đất nước Việt Nam chúng ta bình yên, ổn định á, thì họ lại không muốn. Mọi người thấy cái điểm mâu thuẫn của thành phần này chưa? Đúng chưa? Thì họ lại kích động, họ chống phá, họ muốn làm sao mà đất nước nó xáo trộn càng nhiều càng tốt. Mọi người thấy lạ không? Mà bây giờ một cái đất nước Ukraine với Nga vậy đó, mình đồng ý với bạn. Hai cái quốc gia của họ có chuyện gì đó làm sao mà chúng ta biết được? Đúng không? Cái nguyên nhân sâu xa nó là gì làm sao chúng ta biết? À, cùng lắm là chúng ta là đồng cảm với người dân thì chúng ta cảm thấy là vấn đề chiến tranh xảy ra thì người dân khổ, ok. Biết cái gì đâu. Mà là giật đàn tế cờ rồi hòa cờ từ nhập cờ vô cái gì vậy? Đó. Tức là cái gì đang xảy ra vậy? Bởi vậy mình nói cái chủ đề đó Hoa Kỳ của tôi đâu á, cái quê cày của tôi đâu á, nghe rất là lạ. Rất là lạ. Nên mình thấy mưu thiệt. Bởi vậy nhiều khi á, nó thật ra ai việc nha. Với mọi người luôn, thật sự là mình cũng chẳng muốn đề cập tới cái ba que ba cẳng làm cái gì cả. Nhưng mà mình thấy cái thành phần này nó làm lố, nó làm quá. Càng ngày càng làm cái nó lộ ra cái bộ mặt của nó là cái bộ mặt đều giả. Mà cái bộ mặt nó mình không biết nói thế nào luôn á. Đó. Đạo đức giả. Trong khi là dân tộc, mình nói là dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam rất yên bình, rất hòa bình, rất ổn định, đang tươi đẹp, đang phát triển. Thì họ lại không muốn. Họ không có làm một cái gì gọi là giúp sức cho Việt Nam nó ngày càng phát triển cả. À, họ chống phá, họ gửi tiền để kích động những thành phần mà gọi là rận cụi trong nước để chống phá cho đất nước nó ồn ào lên, nó lung tung lên. Thì họ mới chịu. À, còn cái chuyện quốc gia nào của người ta đâu á, thì họ đăng đàn, họ tế, họ dựng đàn, họ tế, họ cầu nguyện cho hòa bình, cầu nguyện cho cái người dân. Ba cái trò thì cúng là sạm xí đú, thiệt tình đó. Xin mời bạn tiếp tục. Cho mình chia sẻ khoảng 1 phút, 2 phút nữa anh bạn, xong rồi mình cũng vô làm á. Thì cái vấn đề vậy. Ok. Cái vấn đề đây, cái lợi ích đó, mà họ làm vậy đó, nó chả có gì mà lợi ích đó. Nó rất là phiền phức cho những người mà quản lý về cái cơ sở trong cái khu đó là một nè. Và một số những người mà giống như họ mở thương mại hay là một số kinh doanh mà hay là những người mà có thể là để lưu thông về mà để mà đi làm hay là những cái an ninh gì mà an toàn về cái thẩm mỹ, về cái sức khỏe hay cái đời sống đó. Họ thấy cái cảnh này đó, họ cảm thấy là họ rất là bực mình. Đó. Là không những vậy đó là khó chịu. Phải mướn đưa những người khó chịu, và không những vậy đưa những người cảnh sát tới mà